Hello anh em, cũng lâu rồi mình chưa làm video ha. Tính từ cái video gần nhất tới hôm nay là cũng được hai tuần rồi. Thì như anh em cũng thấy ha, thời gian gần đây thì con nào cũng bay, bay rất là mạnh. Mình cũng có nói ở trong cái channel Telegram ha, thì cái giai đoạn này anh em chỉ cần là giữ con nào cứ nằm im con đó và tận hưởng thôi, chứ không cần là cứ sử dụng machine hay là nhảy qua nhảy lại để tối ưu hay là để tìm điểm vào đẹp làm gì cả. Vì không ai biết được đâu sẽ là đỉnh và là đáy của thị trường nên mỗi anh em sẽ có cái mục tiêu riêng nếu như anh em đã đủ cái target thì anh em cứ việc là chốt lời hoặc là chốt phần gốc và giữ lại cái phần lãi cho nó chạy thì nếu như anh em nào chưa tham gia cái channel telegram của mình thì anh em có thể bấm vào cái đường link ở bên dưới mô tả video này ha thì mình tổng quan qua thị trường một chút thì mình sẽ mở biểu đồ trên view lên đây là biểu đồ của tổng vốn hóa của thị trường crypto hiện tại là khoảng 2.342 tỷ thì nếu như anh em nhìn vào đây đây là không toàn ha thì anh em sẽ thấy là nó tăng rất là mạnh rồi và nó đã vượt cái đỉnh của năm cuối năm 2017 đầu 2018 anh em nhìn bằng mắt thường thì cảm giác là nó vượt rất là cao rất là xa rồi ha nhưng mà một cái lời khuyên của anh em là nếu như anh em nhìn vào video này thì anh em nên bấm vào cái phần là logarithmic này thì anh em sẽ thấy được cái góc nhìn nó sẽ rộng hơn bấm vào đây thì anh em sẽ thấy được là thật ra cái tổng của thị trường mới vượt được cái đỉnh của 2017 cuối 2017 đầu 2018 chỉ khoảng là đây mình đo lên là khoảng 200% thì mình sẽ quay lại cái thời điểm mà đây là cái đỉnh của năm 2013 ha và lúc mà cái thị trường tăng giá vào năm 2017 trước đó vượt qua khoảng 200 thì mình đo lên 200 thì đến đâu đó nó nằm một khoảng cái cái gạch này ha và vẫn còn một cái tiềm năng tăng giá rất là lớn trước sau này nữa thì 2017 cái tổng vốn hóa đang còn bé nên nó có thể tăng được rất là nhiều nên ở năm năm nay 2021 mà để tăng được như 2017 thì mình nghĩ là khó nhưng mà nói như vậy thì cũng nói lại là 2017 vẫn chưa có những cái tổ chức những cái ngân hàng để mà đầu tư rất là nhiều vào cái thị trường crypto này năm 2021 thì cũng đã khác rồi rất là nhiều công ty lớn tổ chức lớn ngân hàng đầu tư vào cái thị trường crypto thì mọi thứ đều có thể xảy ra được và mọi thứ đều có thể lặp lại như lịch sử của nó thì nếu nhìn vào biểu đồ này và mới tăng 200% thì nó không chỉ đâu đó là nằm ở khoảng này à, đi cái thời điểm mà mình đánh dấu này nó cũng là thời điểm khoảng tháng 5 anh em để ý ở dưới không tháng 5 của năm 2017 thì thời điểm hiện tại cũng đang là khoảng tháng 5 2017 và cũng đang tăng khoảng 200% so với đỉnh thì đó là cái tổng hóa của thị trường crypto mình mở về cái tổng hóa của thị trường an coi ha total 2 nè thì nếu như mình tắt cái phần này đi anh em cũng thấy là nó dựng một cái cột rất là kinh khủng ha đó. nhưng mà nhìn vô đây thì anh em sẽ không nhìn được toàn diện mà anh em bấm vào cái chữ này đó. thì nếu mà đo lên thì anh em cũng sẽ thấy là nó chỉ mới vượt đỉnh bao nhiêu nhỉ khoảng 170 phần trăm ha vượt đỉnh của năm 20, đầu 2018 nè đây là cái đỉnh của năm 2013 và tính tới khoảng tháng 5 năm 2 đây tháng 5 năm 2016 thì mình xem nó ở đâu ha tháng 5 năm 2017 chứ đây tháng 5 năm 2017 nên nó khoảng giai đoạn này và để tăng lên tới đỉnh thì nó còn tới tăng thêm 10.000 phần trăm tăng rất là kinh khủng ha kỳ vọng của năm 2021 thì không ai biết được nhưng mà view của mình thì vẫn là một cái chu kỳ tăng trưởng cho tới cuối năm nay ít nhất là cho tới cuối năm nay ha. Tiếp theo thì về BTC Dom. Đây BTC Dom cho khung tuần thì anh em thấy là giữa cập nhật của mình nó đã vượt qua được cái vùng là 50% và đang đi xuống rất là sâu ha. Và như mình cũng có nói trên channel, channel Telegram á, nếu như cái phần Dom này nó đi một phát xuống luôn á thì rất có thể là cái cái mùa tăng giá này sẽ kết thúc sớm hơn nên mọi người luôn chuẩn bị tinh thần là nó sẽ có một nhịp hồi lại đây xong nó đi xuống đi xuống từ 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 để có thể là xuống được cái vùng là 39% ở đây hoặc là xuống sâu tới cái vùng là 36%. Đây là cái vùng mà anh coi đạt đỉnh của cuối năm 2017 đầu năm 2018. Đấy. Nếu như BSO, BTC Dom đi xuống dưới cái vùng này thì anh coi sẽ tăng rất là mạnh ha. Thì đối với BTC Dom những anh em nào chưa hiểu những anh em mới thì anh em có thể lên kênh YouTube của mình và xem lại cái video là đây. Đầu tư crypto cần biết phần số 3 BTC DOM là gì và áp dụng vào trong trading hoặc là trong đầu tư như thế nào để anh em hiểu được BTC DOM ảnh hưởng tới thị trường như thế nào ha thì việc mà DOM có một pha hồi lại như vậy thì anh em sẽ hiểu nếu anh em tham gia sâu thị trường một thời gian rồi anh em sẽ hiểu là Ancoin sẽ bị giảm rất là mạnh và vốn hóa sẽ tập trung vào cái Bitcoin ha, tùy theo là tổng vốn hóa nó có được chảy, tiền có được chảy thêm vào thị trường hay không. Nhưng mà nếu như Dom có một pha hồi lại thì Ancoin sẽ bị giảm rất là nhiều nhưng mình cũng không mình cũng khuyên anh em là cũng không nên là mua đi bán lại để tối ưu bọc portfolio lúc này là gì cả anh em cứ giữ đó và tận hưởng cho đến cuối năm thôi nó vẫn còn sẽ tăng giá ha thì tiếp theo mình cập nhật về bitcoin và ethereum một chút đây là biểu đồ của bitcoin và mình mở trên khung tháng anh em thấy thì mình tắt qua đi ha ở trên khung tháng thì bitcoin đã có tới 1 này hai ba bốn năm 6 tháng tăng liên tiếp và tháng vừa rồi ha, tháng tư là một cái tháng giảm thì cũng sẽ không có gì quá quá tiện nghiêm trọng khi mà tháng này là tháng 5 biết coi giảm nữa ha. không không có gì phải lo cả và giả sử có giảm thì có thể là giảm về bao nhiêu mình thử dùng fibonacci mình đo ha thì nếu như Bitcoin ở cái tháng này là một tháng giảm đi thì cái điểm Bitcoin có thể về là cái vùng 0.68 này khoảng là 41.000 ha, 41.500 thì đó là đối với Bitcoin mình sẽ mở biểu đồ của Ethereum ETH uh, tắt cái, này đi thì như anh em thấy ha, uh, Ethereum đã có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng tăng liên tiếp và tháng này nếu như là một tháng tăng nữa thì là sẽ là 8 tháng tăng liên tiếp của Ethereum một kỷ lục trong lịch sử uh, mình sẽ mở cái trang này lên cho anh em thấy ha. Uh. đây là trang là bibt.com anh em có thể vào trang này xong anh em bấm vào phần data ha và anh em chọn là bitcoin return phần trăm này sau đó thì anh em chọn qua cái phần là tháng để anh em sẽ thấy thì cái việc mà bitcoin tăng 6 tháng liên tiếp ở lần trước đó là cũng là một kỷ lục rồi ha trước đó như anh em thấy từ 2013 thì chưa bao giờ mà bitcoin tăng 6 tháng liên tiếp và việc mà bitcoin giảm hai tháng ví dụ mình quay lại cái thời điểm 2013 đi là cũng là một cái mùa tăng giá ha cũng có hai tháng giảm liên tiếp là tháng 5, tháng 6 này Mà sau đó thì cũng tăng rất là mạnh như em thấy là tháng 11 tăng 400 trăm và cái mùa tăng giá gần nhất là năm 2017 thì biết con có 1 2 3 4 5 tháng tăng tăng giá liên tiếp sau đó là một tháng giảm và những tháng cuối năm thì nên thấy cái lượng tăng giá rất là khủng ha 47 phần trăm 53 phần trăm tiếp tục là 38 phần trăm sau đó thì bước vào mùa đông crypto thì mình chuyển qua cái ETH ha. ETH mà cái việc mà tăng giá 1 2 3 4 5 6 7 tháng liên tiếp cũng là một kỷ lục ha. Trước đó thì vẫn chưa có cái lần nào mà tăng giá kinh khủng như vậy. Kể cả trong năm 2017 thì cũng chỉ có là 1 2 3 4 5 6 tháng, 6 tháng tăng liên tiếp thôi. Thì nếu như ha, mình chỉ nói nếu như thôi, tháng này là một tháng giảm giá của ETH thì cũng là một điều rất là bình thường, không có gì quá bất ngờ cả. Giảm giá để mà có một cái nhịp tăng giá tiếp theo nó sẽ được mạnh mẽ hơn chứ còn tăng giá liên tục anh em phải hiểu là không có một thị trường nào nó tăng giá liên tục cả phải có giảm thì mới tăng được nữa thì có thể là tháng này là một tháng tăng đi thì mình nghĩ là tháng sau sẽ là một tháng giảm thì đó, như vậy là sẽ tốt cho cả thị trường hơn thì như tất cả anh em cũng đều biết chúng ta đang ở trong một cái mùa tăng trưởng một tăng trưởng rất là mạnh rồi và có thể là cuối cái mùa tăng trưởng rồi chưa biết khi nào kết thúc ha nhưng anh em vẫn luôn phải chuẩn bị tinh thần là sẽ có một nhịp điều chỉnh của thị trường điều chỉnh rất là mạnh luôn luôn chuẩn bị cái tinh thần đó ha vì cái thời điểm mà 2017 á đây bitcoin tăng giá nè mình sẽ mở lại cho anh em thấy mình tắt cái này đi ha và mình sẽ mở qua biểu đồ ngày đây là cái mùa tăng trưởng năm 2017 anh em cũng thấy là bitcoin cũng giảm 40 phần trăm được không có gì là không có gì là không thể ở trong cái mùa tăng trưởng ha như anh em thấy bitcoin giảm từ khoảng 5.000 đô cho tới mức giá xuống còn chỉ còn 3.000 đô đó là một cái giai đoạn khoảng tháng 9 năm 2017 đó là cuối một cái mùa tăng trưởng thì cái việc mà cái mùa tăng trưởng năm 2021 này Bitcoin giảm giá 30 đến 40 trong cái chu kỳ tăng trưởng đó là một cái điều bình thường à ừ. anh em phải hiểu điều đó và nếu như Bitcoin giảm 30 40 thì anh coi sẽ giảm hơn rất là mạnh hơn có thể giảm từ 50 tới 70 đó là một cái chuyện bình thường trong một cái mùa tăng trưởng thì mình chỉ nói như vậy để cho anh em hiểu được cái trong cái mùa tăng trưởng nó như thế nào và chuẩn bị cái tinh thần chứ không nên là hoảng loạn rồi bán hết những cái đồng coi mà mình đang nắm thì quay trở lại với nội dung chính trong cái video hôm nay mình sẽ mở cái slide lên ha đó là đầu tư crypto cần biết số lượng tốt cần hay là cái đồng coi á, được đưa lên sàn hoặc là được rút ra khỏi sàn nó nói điều gì và sử dụng cái trang web nào để check cái này ha thì đầu tiên mình sẽ nói về cái lý thuyết cho những anh em mới vào thị trường anh em hiểu được cái nguyên lý của nó ha thì đầu tiên á một cái đồng coi một cái tốc cần nó muốn tăng giá ở đây mình nói là muốn tăng giá dài hạn và bền vững ha chứ không phải là những cái đồng coi mà mang cái tính chất đầu cơ có nghĩa là mua thấp bán cao trong cái thời gian ngắn giống như cái đồng dos coi chẳng hạn thì việc mà muốn tăng giá dài hạn thì cái đồng coi là tốc cần đó nó phải có cái lượng cầu lớn hơn cái lượng cung thì cái nhu cầu sử dụng của cái cái đồng coi này nó phải lớn thì điều đó suy ra là cái đồng coi đó phải có cái mục đích sử dụng rõ ràng ha hay là như anh em đọc dự án á, thì anh em sẽ đọc cái phần là tốt cần use case phần này rất là quan trọng ha một cái dự án nó có hay đến cỡ nào chăng nữa nhưng cái tốt cần use case của nó không có mục đích sử dụng không có mục đích sử dụng thì nó sẽ không tăng giá được không ai mua cái đồng đó để mà sử dụng cả thì nó sẽ không tăng anh em hiểu đơn giản là như vậy ha ví dụ như mục đích sử dụng của BTC để là làm gì đó là để như mình ha là mình lưu trữ tài sản vì mình không tin vào cái sự ổn định của đồng đô la hay là ở Việt Nam thì đồng Việt Nam đồng những cái đồng đó là gọi là tiền pháp định đó. nó ngày càng càng ngày nó càng mất giá đi cái giá trị của nó càng ngày càng giảm hơn còn bitcoin thì đã chứng minh trong 10 năm nay luôn luôn tăng giá thì đối với mình bitcoin là một cái đồng để lưu trữ tài sản hay là ethereum eth được dùng để như là đưa vào staking 2.0 nè hay để dùng để trả phí ở trên cái mạng lưới ethereum hay là để tham gia những cái defi đó. thì đây là cái mục đích sử dụng khi mà có mục đích sử dụng thì những cái đồng coi những cái token đó cái lượng cầu lớn hơn cung thì nó sẽ tăng giá thì tiếp theo cái nguyên lý nữa đó là một cái đồng coin độ tốt cần đưa lên sàn thì thường là làm gì ở đây thường là để bán thôi chứ không phải là cứ đưa lên sàn là là bán và cứ không phải là đưa lên sàn bán nó sẽ giảm giá mà mình hiểu cơ bản thôi có nghĩa là đồng coin cần nó đưa lên sàn có khả năng để bán và bán thì nó sẽ làm giảm giá và ngược lại ha một cái đồng coin cần mà rút ra khỏi sàn thì như mình nói ha tùy mục đích sử dụng của cái đồng coin đó như là để staking, farming hay là tham gia DeFi thì thường á, rút ra khỏi sàn thì cung lớn hơn cầu. Anh à, nhầm cầu lớn hơn cung thì điều đó nó làm cho cái đồng co những cái cần nó nó sẽ tăng giá. Nhưng anh em phải hiểu là nó sẽ không tăng giá ngay lập tức và mà nó sẽ có một cái thời gian nó bị delay lại một một thời gian nào đó sau đó thì nó mới tăng hơn Thì đây là cái lý thuyết cái nguyên lý mà mình muốn giới thiệu với những anh em mới. Những anh em biết rồi thì thôi. Thì cái trang web mà mình uh, sử dụng để check đó là cái trang uh, viewspace.com này ở trên đây thì nhiều cái tính năng nhưng mà anh em chỉ cần để cái tính năng là trên flow anh em bấm vào đây thì anh em sẽ thấy được những cái đồng coi trên đây đầu tiên ha ví dụ như mình sẽ check cái đồng BTC cho anh em thấy nè mình sẽ mở một tab mới mình mở luôn cái tab uh, Ethereum cho anh em thấy nó lát trước ha mình nó lát hơi chậm thì đầu tiên mình giải thích một chút ở trên này cho anh em mới nên biết ha đây là cái giao diện của đồng Bitcoin ở trên cái trang viewspy.com này đầu tiên anh em sẽ thấy là tổng cái lượng mà Bitcoin có trên sàn là 6,9% so với cái tổng cung ha. tổng cung là 21 triệu đồng nè số lượng đang lưu thông trên thị trường đó là calculating supply này là chiếm 81% còn là 89,1% đó là cái số lượng mà Bitcoin đã được đào ra ha. thì anh em hiểu nhanh như vậy tổng market cap đó là một khoảng 1 ngàn tỷ đô đó. Tiếp theo thì anh em sẽ thấy được là cái số ngày là một ngày, 7 ngày và 30 ngày. Với cái màu xanh là sẽ được chuyển lên trên sàn và cái màu đỏ được rút ra khỏi sàn. Thì như anh em thấy ha, ở đây mình sẽ nói nhanh là trong ngày hôm nay, một ngày ha, thì đã có là 1.300, khoảng 1.350 Bitcoin được gửi lên sàn trong tất cả các sàn ở đây ha. Tiếp theo trong 7 ngày thì có tới là 2.363 Bitcoin được đưa lên sàn. 30 ngày gần nhất đây là mình nói những ngày gần nhất ha, thì có là 36.539 Bitcoin đưa lên sàn thì như anh em thấy đó trong 30 ngày gần đây số lượng Bitcoin được đưa lên sàn khá là nhiều nên và cái giá của nó đã phản ánh được cái điều đó hơn mình sẽ tắt cái phần này đi thì như anh em thấy trong 30 ngày gần đây thì giá Bitcoin nó đang đi ngang gần như là đi ngang chứ không có tăng không giảm gì nhiều có giảm mà không tăng đó là cái lý do mà một phần là lý do tại sao Bitcoin nó không tăng giá đây là cái, cái cột bên trái mà anh em thấy còn của bên phải thì anh em có thể xem được là anh em có thể xem được trong vòng một tháng cái số lượng mà bitcoin đang trên sàn như thế nào ha thì gần như là cũng không quá rõ ràng cho nên thấy là nó đi ngang hay nó giảm mình sẽ mở 3 tháng này. 3 tháng thì nên sẽ thấy là cái số lượng đang có giảm một chút ha 6 tháng thì anh em sẽ thấy là bitcoin cái số lượng lưu thông trên sàn giảm thì nó còn thể hiện trên giá ha. 6 tháng gần đây thì bitcoin tăng liên tục Đó. hay là tổng total này thì để ý nè đây là cái khoảng thời gian khoảng tháng 2 năm 2020. Từ cái thời điểm mà Bitcoin xuống sập xuống khoảng 3 ngàn thì anh em thấy là cái số lượng Bitcoin rút ra khỏi sàn liên tục. Và từ đó thì Bitcoin đã tăng từ cái khoảng 4 000 đô cho lên tới hiện tại là đỉnh là 60 000 đô. Ha. Tiếp theo với biểu đồ của Ethereum thì anh em sẽ thấy một cái sự khác biệt. Ở trên này thì mình cũng không hiểu sao mà nó thì cái, cái lượng sàn giao dịch Ethereum lớn như vậy mà cái lượng sàn giao dịch Bitcoin là ít. Nhưng mà anh em sẽ thấy là trong trong một ngày hôm nay á, thì cái lượng gửi lên sàn này khoảng là 30 3, 800 nhưng 7 ngày gần nhất ha, thì rút được khỏi sàn là khoảng 200 ngày 200 ngày Ethereum và 30 ngày gần nhất cái số lượng Ethereum được rút được khỏi sàn là hơn 555 000 Ethereum thì anh em hiểu qua rút ra sàn cái số lượng lớn như vậy thì giá Ethereum nó phải tăng thôi thì rõ ràng là trên bị đồ Ethereum trên khung ngày ha một cái, lượng, cái sự tăng giá rất là mạnh Đây, tăng giá 30 ngày gần nhất mình sẽ đo lại xem đây là khoảng 41 ngày rồi 30 ngày mình tính từ đây đi thì Ethereum nó cũng đã tăng được 80 phần trăm đó là cái mà anh em xem ở trên trang viewspay.com ngoài ra thì anh em cũng có thể xem được total này thì anh em sẽ thấy mình sẽ mở là một năm gần nhất đi hồi lát cái số lượng Ethereum được rút ra khỏi sàn giảm liên số lượng Ethereum trên sàn ha, giảm liên tục thì anh em phải hiểu là cái lượng cầu của Ethereum nó rất là cao và dạ, do đó thì cái giá của Ethereum tăng đó là chuyện đương nhiên thôi mình sẽ check thêm vài con nữa cho anh em thấy và sau đó thì anh em có thể tự tìm hiểu ở trên cái trang này thì Matic Matic là một con anh em thấy cái biểu đồ không mình sẽ mở là trong 3 tháng đi thì anh em thấy là cái lượng mà token ở trên sàn được rút ra một cách là đột biến luôn nếu như xem số lượng ở bên này thì 30 000 gần nhất ha. Matic số lượng Matic được rút ra khỏi sàn là khoảng gần 200 triệu tích ở rút khỏi sàn thì đơn giản là mình sẽ mở video tích lên cho anh em sẽ thấy cái giá như thế nào ha đây một cái phần, cái lực tăng giá cực kỳ mạnh luôn tăng khoảng 200 phần trăm người lấy 3 nếu như mở biểu đồ tuần này nên mình thấy được cái lực sự tăng giá nó còn kinh khủng hơn nữa tăng khoảng 35 lần đó là cái lượng cầu ma tích rất là lớn và người ta rút ma tích ra khỏi sàn à, một con nữa mình cho anh em xem là con linh thì mình sẽ mở trong cái 3 tháng này. 3 tháng gần nhất thì anh em cũng thấy nó không có rõ ràng lắm ha, nó chỉ xuôi, hơi xui xui xuống một chút thôi. Nhưng mà số liệu ở trên này mình sẽ mở 30 ngày gần nhất này, anh em thấy được là 7 triệu linh được rút ra khỏi sàn. Và mình sẽ mở biểu đồ link cho anh em thấy không? Linh thì thời gian gần đây mới tăng thôi chứ cũng chưa tăng mạnh lắm nhưng mà thực ra Linh ở đây là trên đỉnh nè. Mình mở cái biểu đồ Linh mình theo dõi trên này dễ nhìn hơn Đấy. này thì cũng tăng rất là mạnh ha thì đây là cái trang mà mình muốn giới thiệu cho anh em trong cái video này bay com anh em đang nắm giữ đồng coi nào một cái dự một cái đồng tốc cần nào một cái dự án nào thì anh em có thể lên đây anh em check được cái số lượng mà được đưa lên sàn hoặc rút khỏi sàn và từ đó thì anh em đưa ra được cái nhận định cái dự phóng về tương lai cả ngắn hạn và cả dài hạn cho cái đồng coi đồng tốc cần anh em đang nắm giữ ha và cuối cùng nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích với anh em thì anh em hãy ủng hộ mình bằng cách là cho mình một like, một đăng ký kênh và anh em lưu ý ha, tất cả những cái nội dung của mình đều là mục đích chia sẻ thông tin không phải là lời khuyên đầu tư và anh em cũng đừng quên những cái ưu đãi về trading cho cái cộng đồng của mình anh em có thể lên trang là livevietnam.com ha sau đó anh em vào cái phần cấp bông và vào phần trading thì ở trên này mình sẽ có những cái cấp bông độc quyền dành cho những anh em trong cộng đồng của mình như là và giảm giá 15% của hai khóa học coi 98 trên KTCD là khóa học đầu tư crypto 101 và khóa học DeFi 101 hay là ưu đãi của sàn Let's ưu đãi vào trong cái channel Row Premium Signal một cái channel mà đưa tín hiệu rất là tốt mình ở trong này ha hay là tài khoản trên view giá rẻ thì anh em có thể lưu lại cái trang này và mình sẽ cập nhật thêm những cái ưu đãi liên tục ở trên này anh em có thể lên và anh em xem và cảm ơn anh em hẹn anh em ở những cái video